Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Biden vẫn nhận tài trợ khủng sau màn tranh luận làm mất điểm. Dù màn tranh luận với đối thủ Donald Trump nhận về những phản ứng trái chiều, Tổng thống Mỹ Biden vẫn hút được thêm hàng chục triệu đô la Mỹ tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử. The Hill đưa tin, Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã có thêm 33 triệu đô la Mỹ kể từ cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump vào tuần trước bất chấp màn thể hiện của tổng thống Mỹ chưa thuyết phục được một số cử tri. Trong một thông báo phát đi ngày 30 tháng 6, một quan chức chiến dịch tranh cử của ông Biden nói rằng ông đã gây quỹ được thêm 33 triệu đô la Mỹ kể từ cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6, bao gồm 26 triệu đô la Mỹ từ các khoản đóng góp nhỏ của cử tri. Sau sự kiện trên, một số đảng viên dân chủ đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình sức khỏe của ông Biden. Khi ông tranh luận với chất giọng khàn do bị ốm, không thể hoàn thành một số câu trả lời, đôi lúc nói sai một số dữ liệu. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Biden tuyên bố gần một nửa số tiền quyên góp trong những ngày qua đến từ những nhà tài trợ nhỏ quyên góp lần đầu trong mùa bầu cử năm 2024. Phía ông Biden đồng thời tuyên bố ngày 27 tháng 6 là ngày gây quỹ cấp cơ sở tốt nhất của chúng tôi từ trước đến nay, trong khi ngày 28 tháng 6 là ngày tốt thứ hai. Quan chức này cho biết họ nhận được nhiều khoản quyên góp định kỳ hơn vào thời điểm này trong mùa bầu cử năm 2024 so với cùng thời điểm năm 2020. Yếu tố được xem là chỉ số chính cho thấy tính bền vững của hoạt động gây quỹ. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ đã huy động được 8 triệu đô la Mỹ vào ngày 27 tháng 6. Ông Biden và chiến dịch tranh cử của ông đã lên tiếng trong bối cảnh có những lo ngại về màn thể hiện của tổng thống Mỹ. Phía ông Biden bác bỏ những đề xuất rằng Đảng Dân chủ nên thay ứng cử viên khác chiến dịch tranh cử của ông Biden khẳng định ông sẽ không bỏ cuộc. Trong một sự kiện tiếp xúc cử tri sau đó, ông Biden thừa nhận tôi không còn di chuyển một cách dễ dàng như trước đó. Tôi cũng không phát biểu và tranh luận mượt mà như trước. Nhưng tôi biết rõ mọi thứ. Tôi biết cách nói ra sự thật. Tôi biết phân biệt đúng sai và tôi biết cách đảm đương chức vụ này. Tôi biết hàng triệu người Mỹ hiểu rằng khi bạn vấp ngã, bạn sẽ biết cách đứng dậy. Điều gì xảy ra nếu ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng? Nhiều giả thuyết đã đặt ra về kịch bản tổng thống Biden có thể quyết định rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng sau cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump. Màn tranh luận bị cho là thiếu thuyết phục của tổng thống Mỹ Biden trước đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tuần trước đã làm dấy lên câu hỏi từ các thành viên Đảng Dân chủ rằng liệu ông có nên rời khỏi cuộc đua vào nhà trắng hay không. Tuy nhiên, việc rút lui không phải là một quá trình dễ dàng, vì ông Biden đã là ứng cử viên có cơ sở của Đảng Dân chủ và nhận được sự ủng hộ áp đảo của các cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Biden gặp phải rất ít sự phản đối trong cuộc bầu cử sơ bộ và việc ông giành được gần như tất cả phiếu đại biểu của Đảng Dân chủ có nghĩa là rất khó có khả năng ông sẽ bị buộc rời khỏi cuộc đua trái với ý muốn của mình. Đây không phải là thập niên 60, cử tri chọn người được đề cử. Ông ấy, Biden, là người được đề cử, chiến lược gia của Đảng Dân chủ David Axelrod cho biết sau cuộc tranh luận của Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 6. Hệ thống bầu cử sơ bộ hiện nay vốn trao quyền cho các cử tri sơ bộ thay vì những người có ảnh hưởng trong đảng. Về cơ bản xuất phát từ sự bất mãn sau khi Đảng Dân chủ chọn phó tổng thống Hubert Humphrey làm ứng cử viên vào năm 1968. Khi đó, tổng thống Lyndon Johnson rút lui khỏi cuộc đua tổng thống và phó tổng thống Humphrey đại diện cho sự tiếp nối chính sách của ông Johnson tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ. Bạo lực bùng phát khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát vào thời điểm phó tổng thống Humphrey chấp nhận đề cử mọi chuyện sẽ rất khác vào năm 2024 nếu ông Biden quyết định rời khỏi cuộc đua, ngay cả khi Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra ở Chicago vào tháng 8. Theo CNN, nếu ứng cử viên hàng đầu của Đảng từ bỏ chiến dịch tranh cử sau hầu hết các cuộc bầu cử sơ bộ hoặc thậm chí trong thời gian diễn ra Đại hội của Đảng, các đại biểu sẽ cần chọn ứng cử viên thay thế của Đảng ngay tại sự kiện này. Đảng Dân Chủ đặt ra hạn chót là ngày 22 tháng 6 để các bang lựa chọn hơn 3.900 đại biểu được phân bổ như một phần của quy trình sơ bộ gần như tất cả đại biểu đều đã cam kết ủng hộ ông biden những đại biểu này không chỉ cam kết bỏ phiếu cho ông biden họ cũng được chiến dịch tranh cử của ông chấp thuận vì vậy mặc dù đa số đại biểu đại hội có thể quyết định chọn một ứng cử viên mới nhưng làm như vậy sẽ đòi hỏi phải có sự thay đổi lớn từ chính những người ủng hộ tổng thống điều đó cũng có nghĩa là nếu ông biden từ bỏ cuộc đua phần lớn những người ủng hộ ông biden sẽ chịu trách nhiệm chọn người thay thế ông ai có thể thay thế ông biden một giả định được đặt ra là Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu trong trường hợp Tổng thống Biden bỏ cuộc. Tuy nhiên, cũng có những ứng cử viên tiềm năng khác từng nói rằng họ có thể thực hiện một chiến dịch hiệu quả hơn để đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump. Liệu một nhân vật như Thống đốc bang California Gavin Newsom người đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối đối với Tổng thống Biden sau cuộc tranh luận với ông Trump có thách thức bà Harris tại đại hội của đảng không? Việc tìm người thay thế có thể gây chia rẽ và bất mãn trong nội bộ đảng quyết định cuối cùng sẽ do các đại biểu đưa ra trong một loạt phiếu bầu sau quá trình vận động hành lang tích cực. Về phía Đảng dân chủ, cũng có một nhóm khác cần xem xét là các siêu đại biểu. Đây là một nhóm gồm khoảng 700 lãnh đạo cấp cao của đảng và các quan chức được bầu, những người được tự động trở thành đại biểu dự đại hội của đảng dựa trên chức vụ của họ. Theo quy định thông thường của đảng, họ không thể bỏ phiếu ở vòng đầu tiên nếu đảng thay đổi đề cử, nhưng họ được tự do bỏ phiếu ở những vòng tiếp theo. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ứng cử viên rời cuộc đua sau đại hội? Nếu một ứng cử viên tổng thống rời khỏi cuộc đua trong khoảng thời gian kéo dài vài tháng kể từ sau đại hội đề cử của đảng vào mùa hè cho đến trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, đây sẽ là một tình huống kịch tính. Đảng dân chủ và đảng cộng hòa có những phương án khác nhau một chút để giải quyết vấn đề này. Kết quả cuối cùng có thể là người tranh cử sẽ có tên trong lá phiếu tổng tuyển cử, nhưng điều đó không nhất thiết phải được đảm bảo. Đối với đảng dân chủ, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ được trao quyền lấp chỗ trống của ứng cử viên trên tấm vé quốc gia sau đại hội theo quy định của Đảng, sau khi chủ tịch Đảng tham khảo ý kiến của các thống đốc Đảng Dân chủ và lãnh đạo của Đảng trong quốc hội. Đối với Đảng Cộng hòa, nếu phía Đảng Cộng hòa có một chỗ trống, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa có thể triệu tập lại đại hội toàn quốc hoặc tự chọn ra một ứng cử viên mới. Ứng cử viên phó tổng thống có tự động trở thành người được đề cử chính thức không? Một bản ghi nhớ chuyên sâu của cơ quan nghiên cứu quốc hội lưu ý rằng nếu một tổng thống đương nhiệm mất năng lực sau khi giành được đề cử của đảng, tu chính án thứ 25 sẽ nâng phó tổng thống lên làm tổng thống, nhưng các quy định của mỗi đảng sẽ quyết định ai sẽ trở thành ứng cử viên của đảng. Theo cơ quan nghiên cứu quốc hội, không đảng nào yêu cầu người liên danh tranh cử của ứng cử viên tổng thống, ứng cử viên phó tổng thống phải được nâng lên vị trí cao nhất trong danh sách tranh cử. Mặc dù đây rõ ràng là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất, Trái ngược với tuyên bố không muốn leo thang chiến sự với lực lượng Hezbollah ngày 30 tháng 6, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu ở miền Nam Liban. Thông báo mới nhất của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong chiều và sáng nay, không quân Israel đã tấn công hàng loạt mục tiêu Hezbollah ở khu vực miền Nam Liban, trong đó có một tòa nhà ở thị trấn Hula và một cấu trúc quân sự ở vùng Krabbila. Thông báo không cho biết kết quả cụ thể các cuộc không kích, song khẳng định tại thời điểm các cuộc oanh kích được tiến hành, các mục tiêu bị tấn công có nhiều thành viên Hezbollah đang tập trung. Trước đó, trong đêm 29 dạng sáng ngày 30 tháng 6, không quân Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích vào một số tòa nhà và cấu trúc quân sự của Hezbollah ở hai khu vực là Tây Bắc và Rab'an, Telatin, loại khỏi vòng chiến đấu nhiều thành viên Hezbollah. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất này, lực lượng phòng vệ Israel không đề cập các cuộc tấn công của Hezbollah vào lãnh thổ Israel. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày 30 tháng 6 nhấn mạnh ưu tiên cao nhất của chính phủ mới là giảm thiểu những thiệt hại do giá cả tăng cao gây ra và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người lao động. Phát biểu trước công, thủ, công chúng, Tổng thống NCC cho biết ông hoàn toàn cảm nhận được mức độ khó khăn mà người dân đang chịu đựng trong cuộc sống do giá cả tăng cao trong thời gian qua. Trong những tháng gần đây, Ai Cập đã phải vật lộn với tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang do giá hàng hóa toàn cầu đã tăng vọt và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu ông ncc nêu rõ mối quan tâm chính của ông và ưu tiên cao nhất của chính phủ mới đó là giảm bớt những khó khăn mới đối với người dân và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cũng như xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người ông khẳng định ai cập đang hướng tới sự phát triển thịnh vượng bất chấp mọi thách thức